À, xin chào tất cả các bạn và các anh chị. Thì ngày hôm nay mà Phước làm cái đoạn video clip này thì để muốn gửi đến các anh chị một cái thông điệp. À, lúc trước thì chúng ta đã từng biết đến OPEM, cũng đã từng kinh doanh rồi. Phước xin gửi riêng đến đội nhóm của mình. Nhưng anh chị đã từng cộng tác với OPEM và cũng có một khoảng thời gian có thể là vì các anh chị bận công việc, các anh chị phải đi học, các anh chị phải đi làm và không có thời gian dành nhiều cho OPEM hơn. Thì ngày hôm nay năm 2014 thì đảng OPLAN đã có rất là nhiều sự thay đổi về phía về phương thức làm việc cũng giống như là dòng sản phẩm và đặc biệt đó là công cụ hỗ trợ về Internet. Như mấy anh chị thấy thì hiện tại Facebook, một cái mạng xã hội mà rất là người dùng tại thị trường Việt Nam cũng như là trên thế giới và cũng hỗ trợ rất là nhiều cho công việc kinh doanh của chúng ta trong thời gian gần đây. Thì dựa trên những cái kinh nghiệm của mấy anh chị làm việc trên kênh online thì Phước cũng có một cái chủ đề để có thể chia sẻ với mọi người về kênh online. Mong như anh chị mà đã từng cộng tác với đội nhóm của Phước cũng giống như là những anh chị mong muốn cộng tác với đội nhóm của Phước thì cũng có thể tìm hiểu về phương thức kinh doanh này. Thì như mấy anh chị đã biết thì OPLAN là một trong những công ty bán hàng trực tiếp. Ở Việt Nam chúng ta cũng có thể gọi là nó là hình thức bán hàng đa cấp, MLM hay là Network Marketing, rất là nhiều tên rồi. Nhưng mà có thể tự hào nói là OPLAN là một trong những công ty chính thống tại thị trường Việt Nam. Bởi vì một vài điều đơn giản để cho ta có thể thấy OPLAN đơn giản hơn những công ty khác ở chỗ là phí gia nhập chúng ta rất là thấp. Thời điểm hiện tại thì phần phí gia nhập là 99.000. Và đó là một khoản phí mà Phước nghĩ ai cũng có thể bỏ ra để bắt đầu thử công việc kinh doanh này cả. Ngoài ra thì chúng ta không phải đóng thêm bất kỳ một khoản phí nào khác cả. Và với OPLAN thì những dòng sản phẩm của OPLAN thì về giá cả thì tính theo thời điểm hiện tại năm 2014 thì giá thành sản phẩm OPLAN từ 39.000 cho tới gần 1 triệu đồng một sản phẩm. Để chúng ta có thể có nhiều đối tượng khách hàng, chúng ta có thể lựa chọn để chúng ta giới thiệu dòng sản phẩm của OPLAN, cũng giống như là chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn những dòng sản phẩm dành riêng cho cá nhân của mình. Vậy thì bây giờ thì nó khác gì so với cách đây vài năm hoặc là bắt đầu từ thời điểm năm 2003 khi OPLAN vào thị trường Việt Nam? Thì nó sẽ có rất là nhiều sự thay đổi và ngày hôm nay thì Phước muốn nói về kênh online. Phước rất là yêu thích kênh online và tính tự động của những cái tiện dụng của nó. Phước cũng đã tìm tòi và học hỏi kênh online này trong vòng 3 năm qua. Nếu nói về kênh online và thị trường hoạt động mạnh nhất có thể là Indonesia, một cái quốc gia mà sử dụng kênh online rất là tốt. Như trên hình các bạn thấy, đây là trang web mà Phước lập ra cho đội nhóm của mình, hệ thống Mason.com, một trang web sử dụng tính năng tiếp thị liên kết để có thể ứng dụng tốt cho công việc kinh doanh này. Và ngày hôm nay thì Phước không giới thiệu nhiều về trang web, Phước giới thiệu đơn giản cho các bạn để dễ hiểu đây là cái gì có sự thay đổi trong cái cách làm việc của chúng ta và phương thức làm việc hiện tại. Các bạn hãy xem cái hình bên dưới ha. Như các bạn thấy, trong công việc kinh doanh này thì chúng ta sẽ có khách hàng, chúng ta sẽ có tư vấn viên, những người đăng ký vào OPLAN để tiêu dùng sản phẩm. Chúng ta sẽ có những người tư vấn viên bán hàng, chúng ta sẽ có những người tư vấn viên xây dựng hệ thống, các bạn có thể xem như trên hình ha. Rồi, vậy thì khách hàng là gì? Khách hàng là những người họ biết về dòng sản phẩm OPLAN và họ quyết định mua dùng thử dòng sản phẩm này hoặc là tin dùng dòng sản phẩm này. Khách hàng sẽ mua sản phẩm với giá trên catalog và chúng ta là những người tư vấn viên, bạn ở đây và Phước ở đây là những người sẽ mang những dòng sản phẩm này đến cho khách hàng, tư vấn cho khách hàng về công dụng, cách sử dụng và đặc biệt là chúng ta sẽ là người đi giao hàng cho người khách hàng của chúng ta. Vậy thì các bạn thử tưởng tượng nếu chúng ta có 5 người khách hàng, quá tốt, chúng ta có thể chăm sóc họ một cách đơn giản. Nhưng nếu chúng ta có 50 người khách hàng, 500 người khách hàng thì lại có một vấn đề xảy ra ở đây là chúng ta không đủ thời gian, bởi vì quỹ thời gian chúng ta dành cho công việc này có thể là bán thời gian hoặc toàn thời gian, nhưng mà chúng ta sẽ không đủ thời gian để chăm sóc một số lượng khách hàng lớn. Vậy thì nếu trong ngành truyền thống thì chúng ta chỉ gọi là giới hạn cái khoản thu nhập của chúng ta trong cái lượng khách hàng mà chúng ta có thể chăm sóc. Nhưng với hình thức kinh doanh tại OPLAN là kinh doanh bán hàng trực tiếp thì chúng ta có thể thay đổi điều đó. Vậy chúng ta sẽ thay đổi bằng cách nào? Chúng ta sẽ chuyển cái người khách hàng của chúng ta thành một tư vấn viên tiêu dùng sản phẩm, hoặc thành một người tư vấn viên bán hàng, hoặc
thành một người tư vấn viên xây dựng hệ thống. Vậy thì tư vấn viên tiêu dùng là gì? Là những người mà yêu thích dòng sản phẩm một plan và chỉ đơn giản là người khách hàng đó muốn mở một mã số để sử dụng dòng sản phẩm một plan với giá của một thành viên thì được gọi là tư vấn viên tiêu dùng. Khách hàng này không quan tâm tới lợi nhuận, không quan tâm tới việc bán hàng, không quan tâm tới việc xây dựng hệ thống và chỉ đơn giản là họ muốn tiết kiệm khi họ xài sản phẩm, hoặc họ không biết về cái việc mở mã số để có thể xài sản phẩm với giá ưu đãi. Nhưng chúng ta, bạn ở đây và sẽ chia sẻ cho họ biết điều này. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi một người khách hàng chúng ta bán hàng cho họ thì chúng ta có tiền lời là 23%. Nhưng khi một người khách hàng trở thành một tư vấn viên tiêu dùng thì chúng ta sẽ không còn có khoản tiền lời 23% đó nữa. Vậy thì tại sao chúng ta lại chuyển một người khách hàng thành một tư vấn viên tiêu dùng? Bởi vì chúng ta có thể chăm sóc rất là nhiều tư vấn viên tiêu dùng, bao nhiêu không bị giới hạn, nhưng chúng ta không thể chăm sóc quá nhiều khách hàng bởi vì chúng ta chỉ có 24 giờ một ngày. Vậy thì tư vấn viên tiêu dùng ai sẽ là người chăm sóc cho họ? Đương nhiên là chúng ta cũng sẽ chăm sóc cho họ trong khoảng thời gian đầu tiên. Việc chúng ta cần làm là cho họ thấy những dòng sản phẩm Oplem tốt như thế nào và chỉ cho họ cách thức đặt dòng sản phẩm Oplem này, đặt những mặt hàng này tại website Oplem. Và Oplem sẽ là người giao hàng chính thức cho những người tư vấn viên tiêu dùng này. Và tất cả ở Việt Nam, thị trường Việt Nam hiện tại thì Oplem đều giao cả. Và khoản phí cho một lần giao hàng là 39.000. Thì đó cũng là một sự hỗ trợ rất là lớn từ Oplem để giúp cho chúng ta có thể là có một cái mạng lưới tiêu dùng rộng khắp tại Việt Nam. Vậy thì các bạn hãy thử tưởng tượng bạn là một người yêu thích dòng sản phẩm của Oplem và bạn cũng tiêu dùng cho cá nhân của mình và những người xung quanh, bạn bè của mình. Và bạn có một hệ thống tiêu dùng là 200 người, mỗi người tiêu dùng mỗi tháng là 500.000. Bạn sẽ thấy là bạn đã mang lại doanh số cho Oplem là 100 triệu trong một tháng đó. Thì với 100 triệu trong một khoảng tháng đó thì bạn có thể có được khoản thu nhập là hơn 10 triệu đồng từ phía Oplem mang lại cho bạn. Và chiết khấu thu nhập như thế nào thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về chính sách trả thưởng. Ngày hôm nay Phước chỉ nói về cái hệ thống để các bạn có thể làm việc và thấy được cái tính tiện lợi của nó. Tiếp theo, nếu một người tư vấn viên tiêu dùng này họ muốn kiếm thêm một khoản thu nhập từ Oplem, họ có thể lựa chọn mình trở thành một tư vấn viên bán hàng. Tư vấn viên bán hàng là tư vấn viên họ sẽ có sự am hiểu về sản phẩm và họ sẽ làm công việc của bạn ở đây. Họ sẽ chăm sóc những người khách hàng khác. À, bạn thấy ạ, tư vấn viên bán hàng sẽ là bạn và tư vấn viên bán hàng sẽ chăm sóc những người khách hàng khác. Tư vấn viên bán hàng sẽ có thêm một khoản thu nhập từ công việc bán hàng của mình và khoản thu nhập này cũng sẽ giới hạn trong khoảng thời gian mà tư vấn viên bán hàng này dành thời gian cho Oplem, có thể là 1 giờ một ngày, 2 giờ một ngày hoặc 3 giờ một ngày, thậm chí hơn. Thì với khoảng thời gian tư vấn viên bán hàng này dành cho Oplem càng nhiều thì sẽ chăm sóc được càng nhiều khách hàng và sẽ thu lại khoản lợi nhuận càng cao. Và nhiều người họ tư vấn viên bán hàng này thì có suy nghĩ là muốn làm việc hệ thống và muốn có khoản thu nhập cao hơn, làm việc thông minh hơn và kinh doanh với dòng sản phẩm một đêm hơn là chỉ đơn giản là bán nó. Vậy thì tư vấn viên bán hàng này họ có thể trở thành một tư vấn viên xây dựng hệ thống. Vậy thì xây dựng hệ thống là chúng ta sẽ làm công việc gì, nó có khác gì so với một người bán hàng hay là một người tiêu dùng? Tư vấn viên xây dựng hệ thống thì chúng ta là một người mà chúng ta sẽ biết tất cả những cái phương thức về việc và chăm sóc khách hàng như thế nào, chăm sóc tư vấn viên tiêu dùng như thế nào và chăm sóc tư vấn viên bán hàng như thế nào. Chúng ta sẽ quản lý toàn bộ cái hệ thống đó. Vậy thì công việc của chúng ta là gì? Công việc của chúng ta sẽ là tìm kiếm những người khách hàng. Công việc của chúng ta sẽ là tìm kiếm những người tiêu dùng sản phẩm lâu dài. Công việc của chúng ta là tìm kiếm những người muốn bán hàng, muốn làm tư vấn viên bán hàng. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ đào tạo thêm người cùng xây dựng hệ thống chung với chúng ta. Vậy thì khi càng có nhiều người xây dựng hệ thống, mỗi người quản lý một cái đội ngũ bán hàng, một đội ngũ tư vấn viên tiêu dùng, một đội ngũ khách hàng, thì nó sẽ tạo ra một khoản doanh số ổn định. Và nhiều người nói kinh doanh Oplem thì nó sẽ lên, nó sẽ xuống hoặc mất tính ổn định. Thì Phước xin thưa là kinh doanh nào nó cũng không có tính ổn định cả, đúng không ạ? Nếu các bạn nhìn về kinh doanh buôn bán hoa chẳng hạn thì chúng ta sẽ bán được nhiều vào những ngày lễ và những ngày dịp mà người ta cần sử dụng hoa. Cà phê cũng tương tự như vậy, bánh kẹo cũng tương tự như vậy. Kinh doanh là tính doanh thu một năm các bạn. Vậy thì tổng doanh thu một năm của chúng ta mới quyết định tới cái tính ổn định. Vậy thì có tháng chúng ta sẽ doanh thu thấp nếu cái tình hình thị trường người ta tiêu dùng mỹ phẩm thấp, nhưng mà có tháng sẽ cao. Vậy thì tổng thu nhập một năm của các bạn mới tính là khoản thu nhập mà các bạn sẽ kiếm được tại công việc kinh doanh này. Và
bên cạnh những cái sự hỗ trợ từ phía Oplan về việc giao hàng, và đây là một cái sự hỗ trợ rất là tuyệt vời. Nếu mà công việc giao hàng không xảy ra thì chúng ta phải là người giao hàng cho tất cả người trong hệ thống thì chúng ta sẽ bị chi phối rất là nhiều thời gian. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ được sự hỗ trợ gì từ kênh online? Thì như các bạn sẽ thấy trên hình, chúng ta sẽ có những cái buổi như thế này, giới thiệu về catalog, OM, OOM thì nó là cái buổi hội thảo về làm đẹp ha, huấn luyện về bán hàng, buổi hội thảo về kinh doanh, buổi huấn luyện về tuyển dụng. Tất cả những buổi huấn luyện này đều có những buổi huấn luyện trực tiếp và đều có những buổi huấn luyện online, có thể là từ hệ thống Bison, cũng có thể là từ OEM, và sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cũng giống như là hỗ trợ các bạn để tư vấn cho khách hàng, hỗ trợ các bạn tuyển dụng, hỗ trợ các bạn lập những mục tiêu và kế hoạch. Và như các bạn sẽ thấy có một điều rất là lạ là ở đây các bạn thấy gì thì firm thu thập thông tin, một cái từ mà có thể là hơi mới nếu các bạn chưa từng nghe nó bao giờ và chưa từng biết về những firm thu thập thông tin này. Có bao giờ bạn lên một website, bạn sẽ đọc những thông tin A, B, C và bạn cảm thấy thích những thông tin đó, và trên website đó yêu cầu bạn để lại thông tin để mà có thể nhận những tài liệu miễn phí, hoặc để lại thông tin để các bạn thể nhận những phần quà may mắn, hoặc để lại thông tin để các bạn có thể là cập nhật những cái tin tức mới nhất từ cái trang này. Phước nghĩ các bạn đã từng gặp cái form này đâu đó rồi. Vậy thì trên trang hệ thống Bison của chúng ta cũng có rất là nhiều cái form như vậy. Các bạn sẽ thấy ở trên đây sẽ có một cái form. Form này thì những người mà họ quan tâm về công việc ở Oplan họ có thể nhập những thông tin vào form này để họ có thể tìm hiểu cái công việc kinh doanh này là như thế nào. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có nhiều form khác về kiếm thêm thu nhập, về du lịch miễn phí, về kinh doanh tại nhà, để người khách hàng của chúng ta, những người ứng viên của chúng ta có thể tìm kiếm những thông tin trên đây và nhập thông tin họ vào để chúng ta có thể có một cái ngân sách khách hàng, ngân sách những ứng viên để mà chúng ta có thể giới thiệu với họ về công việc kinh doanh cũng như là sản phẩm của Oplan. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là trang web Oplan nó có rất là nhiều tính năng, đôi khi chúng ta không sử dụng hết những tính năng trên đây. Chúng ta có thể sử dụng trang web này để chia sẻ những hình ảnh về sản phẩm. Nó có danh mục sản phẩm rất là đầy đủ ở đây, về dưỡng thể, về chăm sóc và da, rất là nhiều thứ để chúng ta có thể chia sẻ cho khách hàng những hình ảnh để khách hàng có thể đọc thông tin về sản phẩm, có niềm tin thêm về sản phẩm từ cái website chính thức của Oplan. Chúng ta cũng có những cái đoạn view clip hướng dẫn về trang điểm, cái đoạn view clip hướng dẫn về kiến thức của dòng sản phẩm để chúng ta có thể là học những cái thông tin về sản phẩm cũng như cách giới thiệu sản phẩm, cách bán hàng, cách xây dựng đội hệ thống online qua cái kênh YouTube của Oplan. Thì những cái thông tin căn bản này để cho các bạn thấy là cái công việc kinh doanh của chúng ta thời điểm hiện tại năm 2014 nó khác hơn rất là nhiều so với những năm trước đây, và nó khác hơn rất là nhiều so với năm 2009 khi Phước quyết định tham gia vào công việc này. Thì có thể nói là các bạn có những cái đam mê riêng của mình ở bên ngoài, các bạn có thể thích makeup, các bạn có thể thích về bán buôn bán quần áo, các bạn có thể thích về điện tử, các bạn thích nhiều lĩnh vực khác, nhưng các bạn có thể tìm hiểu về Oplan, các bạn có thể là dành một khoảng thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về phương thức kinh doanh hiện tại tính theo thời điểm hiện tại 2014. Các bạn sẽ thấy nó sẽ có nhiều điều tuyệt vời hơn so với lúc trước, bởi vì những kênh online, những cái công cụ và những sự hỗ trợ mới gần đây của Oplan, cũng giống như sự đầu tư mới của nhóm của chúng ta, của hệ thống Bason dành cho các bạn về cái trang web, về tính tiếp thị liên kết trên cái trang web của chúng ta, nó sẽ hỗ trợ cho bạn rất là nhiều. Thì cũng Phước cũng có làm một đoạn video clip hướng dẫn về tiếp thị liên kết là như thế nào rồi, các bạn có thể tham khảo thêm đoạn video đó trên trang YouTube của hệ thống Bison ha. Mong sẽ gặp các bạn tại những đoạn video clip sau hướng dẫn chi tiết hơn về những cái sản phẩm Oplan, hay là về những câu hỏi, về những thắc mắc của khách hàng. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ.